Ba chép. Chép. Hôm nay đang nghe cái ba đường tiếng nha anh em. Đó, lấy cặp mà đen và ra quên thử luôn. Tiếng cho nó nhiều. Ba lăng này. Con này nó ra được 4 lo nha anh em. Chứ lại cái rác của nó bị cắt nào bên đó nha. Nè, cắt cái rác này. Cắt mất cái đầu, còn dây điện không. Con này chạy 4 sò xét Motorola. Test radio, test đèn nha. Má to dữ vậy trời. Ta vô em mới nhỏ lại. Đưa ra rất là đúng và rất là toàn diện. Đúng mà nè. Mà vừa chi tiết tổng quan ở đây là như bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban nhân dân. Bấm vô cái đây, dàn dàn cái đây, dàn mấy cái chốt nhỏ đó. Cùng Mai Văn Lạc tám chuyện dân ca. Tổ chức triển khai thực hiện cũng như là rõ việc giám sát và chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái việc rồi chủ trương chính sách thì trong đài là ok đó. Nó tùy theo người thích vòng eo đấy. Là size nó cỡ 58 không? Ướm ướm rồi nè. 54 rồi. Đó. Chỗ đây gãy một cái chốt rồi nha. Gãy một chốt rồi nè không? Cái này mono với xích tê thôi. Gạt lên thôi cũng xài đâu. Gạt xuống là như xích tê đúng rồi. Xích tê này. Đúng rồi. Gạt cái lên mono. À gạt cái xin lỗi, gạt cái lên xích tê này để đèn sáng này. Tại vì mình gạt xuống mono là mình bật ba lăng nó rõ lắm. Rõ chưa này? Không, trước mặt luôn này. Còn xích tê thì nó ít hơn. À, là nó đó. À, cái đèn nó mới sáng thì mà giờ hết sáng này chắc chạm rồi. Nãy mới sáng đèn xích tê nè đó, hết sáng rồi các bạn. Không sao đâu, đó gì cũng ảnh hưởng vậy anh em ơi, chủ yếu là nghe bass chép đồ các kiểu volume này chép này. Câu thêm một kẹp lo nè, quấn rồi nè, quấn hai kẹp nè, quấn kẹp bát 30 luôn. Rồi ok anh em nha. Đó, nói chung con này là cũng được, nói chung là xài điện 22. Có con rồi nè, mã đây. Đó, con thôi.